Hồng Tuyết. Tập 1.1931年9月18日，日本关东军在沈阳炮轰东北军北大营，揭开侵占中国东北的序幕。短短的40多天，中国东北半壁大好河山拱手相让。本剧以东北抗日联军第10军军长汪亚辰为原型，再现了中华儿女同仇敌忾、 Kiệt tử. Tiếp tục bắn. Tiểu Tam nhỉ, sao vậy? Đội trưởng, có vẻ bắn từ bên kia qua. Đội trưởng, có chuyện gì thế? Lập tức báo lên sở chỉ huy. Rõ. Đội trưởng. Tiểu Tam nhị. Tiểu Tam nhị. Đội trưởng, việc này là sao vậy? Tôi cũng muốn hỏi đó. Các anh em, tất cả vào vị trí chuẩn bị chiến đấu. Tôi thuộc đội Lạp Lâm trấn thủ ở Hà Thủ. Chúng tôi bị quân Nhật tập kích, xin hãy đưa ra chỉ thị. Cái gì? Phải. Không được đánh trả sao? Vâng. Báo cáo đội trưởng, đoàn trưởng nói quân Nhật đang tiến hành diễn tập chiến tranh. Cái gì cơ? Diễn tập? Đoàn trưởng nói chúng ta không được xung đột với họ. Chúng ta không được nổ súng. Đoàn trưởng còn nói, đừng nói nữa. Lấy anh em của tôi ra làm mục tiêu, ra làm bia tập bắn. Còn mắt tôi phải nhịn. Đây là cái mệnh lệnh khốn kiếp gì thế? Các anh em, nghe lệnh của tôi. Người Nhật dám tiến lên nửa bước, bắn chết cho tôi. Đội trưởng. Đội trưởng, chuẩn bị xuất kích. Đội trưởng, không được nổ súng. Tiến lên. Đội trưởng, anh xem kìa. Đội trưởng.
Tên tiểu tử này được. Nhị đội trưởng, nhị đội trưởng, tiến về phía trước, bỏ tôi ra. Đội trưởng, bọn khốn, ta liều với ngươi. Song Long, mau đi đi. Đội trưởng, đoàn trưởng, đêm qua đội Lạp Lâm náo loạn cả một đêm, là quân bên Đông Bắc của chúng ta đánh với người Nhật rồi sao? Vâng, là đội phòng thủ số 3. Hỏng rồi, tất cả hỏng hết rồi. Người Nhật đã tiến vào rồi, đánh tới nơi rồi. Là ý gì vậy? Chờ chết, chờ chết. Không đánh lại, không bắn trả. Mắt to nhìn quân Nhật từng bước tiến vào, là thống soái cao nhất, nhưng chỉ lệnh của quân Trung Quốc ta lại là bó tay chờ chết. Rốt cuộc là sao vậy chứ? Đoàn trưởng bất giận, phu nhân vừa sai người qua truyền lời, ngày kia là đại thọ 60 của bố vợ ngài, hỏi là quà cáp đã chuẩn bị đến đâu rồi. Tôi bận đến không thở nổi lên quên mất rồi. Cái đó, cậu lấy ít đồng bạc trắng, buổi chiều dẫn vài người vào thành mua gì đó, cậu tự quyết. Vâng. Oh.
Trách nhiệm của quân nhân là lên chiến trường, đến thành Mãn Châu. Vừa nãy ở trên chiến trường, nhìn thấy được tinh thần ý chí mạnh mẽ của binh lính. Tiếng súng nổ ra từ đâu vậy? Sĩ quan, là thị trấn Ngũ Thường, là quân ta đang tiến hành đàn áp những phần tử kháng Nhật. Hayashi Yoshihide. Có. Oda, đây là Hayashi Yoshihide mà tôi đã nói với cậu, là người của Bộ Tư lệnh Quan Đông, trưởng phòng Bộ Giáo dục. Sư phụ, người xem. Đồng bào, người Nhật Bản là lũ giặc, muốn đánh chiếm Đông Bắc chúng ta, chuẩn bị hành động. Bọn chúng thật to gan. Về sau đừng giữ lại thứ này trong nhà. Vâng. Sư phụ, vậy cái này đốt đi. Vâng. Sư phụ, người có thấy mấy hôm nay rất yên tĩnh không? Lũ giặc cưỡi ngựa đi lại trên phố làm gì không biết. Giông tố sắp tới rồi, ai biết được bọn Nhật đang chơi trò gì chứ. Càng ngày càng khó sống. Sư phụ, con đi lấy đồng hồ đây. Đi đi. Sự việc loạn thành như vậy, vậy mà ở trước mặt tư lệnh đã dám đến một mình. Một đám thổ phỉ không làm nên chuyện gì được đâu. Tôi nhất định sẽ bắt được bọn chúng. Vậy cậu tính làm thế nào? Mỗi một thôn, một con đường đều đã triển khai điều tra. Được. Vậy thị trấn Ngũ Thường do Ono phụ trách, phối hợp hành động với cậu. Tôi sẽ liên hệ với đội quân Kawashima, sẽ kiểm soát kỹ mỗi một hồ, mỗi một thôn. Thông qua chuyện này, đối với đám tàn quân còn lại của quân Đông Bắc, phải tranh thủ thời gian tiến hành. Phải để chúng quy hàng. Nếu không quy hàng thì giết sạch. Thưa ngài, tôi đã phái thủ hạ đi làm rồi ạ. Tôi tin rằng không lâu nữa sẽ có kết quả. Bọn chúng sẽ phải quy phục. Cậu đã triển khai công việc này rồi sao? Thưa ngài, trước khi tôi đến, thuộc hạ của tôi đã bắt đầu làm rồi ạ. Thưa ngài, con đường của thị trấn Ngũ Thường có phải có một cửa hàng đồng hồ không? Ông chủ mang họ Ngụy, 52 tuổi, có lẽ là một quân cờ tốt. Trong tiệm còn có một tên nhóc, tên là Cao Dương, 19 tuổi. Xem ra Yoshihide là có chuẩn bị mà tới. Tốt. Tam thúc. Ai vậy? Là cháu, Song Long. Sao cậu lại quay về một mình? Tam thúc, thật sự quá thảm rồi. Mấy chục huynh đệ của cháu đều chết hết. Đội Lạp Lâm thất thủ rồi, bọn giặc đều bắn chết họ. Vậy chỉ còn mỗi mình cậu sao? Vâng, chỉ còn mỗi mình cháu. Lúc cháu tỉnh lại, nằm ở trên bờ,
Đội trưởng là vì cứu cháu mà. Vậy cậu một mình chạy về đây, vậy bọn giặc liệu có dựa vào dấu vết mà đuổi theo không? Cháu là lén lút quay về, bọn chúng căn bản không đuổi kịp. Thật sự là lũ súc sinh. Cháu ăn chậm thôi. Cháu đừng nuốt xuống, để ta đi lấy cho cháu cốc nước. Các ngài, chúng ta sẽ tận lực dùng mọi thủ đoạn tập kích tất cả những người kháng Nhật, để cho chính phủ nhân dân với người dân Trung Quốc tuyệt đối phục tùng vô điều kiện với thiên hoàng bệ hạ của chúng ta. Rõ. Ngồi đi. Oda. Có. Có vấn đề gì khó xảy ra không? Thưa ngài, trước mắt quân Đông Bắc có vài phần tử kháng Nhật mạnh mẽ đã chạy thoát. Nhưng ngài hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý nhanh chuyện này. Đối với lũ phần tử cứng đầu của quân Đông Bắc, chúng ta phải đề cao cảnh giác, không được phép lơ là. Vì chúng ta cần từng bước giết chết chúng, để đạt đến sự hủy diệt. Đương nhiên chúng ta cũng cần nói tới một vài chính sách. Có thể kéo về phía chúng ta thì kéo về, không kéo được thì giết. Thưa ngài, chúng tôi đang cố gắng làm cho quân Đông Bắc quy thuận. Sẽ có ngày quân Ngũ Thường sẽ phải quy thuận. Các anh em, tôi muốn kéo mọi người đi giết giặc. Chúng ta cùng nhau làm đi. Cùng tôi đánh nhau đi chứ. Tôi biết tôi làm như vậy khiến mọi người khó xử, nhưng mọi người phải biết, nếu có một ngày lũ giặc đánh đến cửa, chúng ta mà không phản kháng thì chỉ có con đường chết. Cái gì? Chỉ có đường chết sao? Vậy phải làm sao? Làm gì nữa? Cậu biết không, lũ giặc này là loại không có nhân tính. Tôi tụ tập mọi người tới muốn bàn bạc về việc khởi nghĩa. Có biết khởi nghĩa là gì không? Khởi nghĩa chính là giết giặc đấy. Quân Đông Bắc không đánh quân Nhật, vậy thì chúng ta đánh, chúng ta giết giặc. Các anh em, mọi người nói đi, chúng ta đánh hay không đánh đây? Trụ tử, cậu nói đi. Anh à, tôi... Hỷ tử, cậu nói. Tôi biết. Tôi như vậy là làm khó mọi người. Nếu đánh thì ở lại, nếu không muốn đánh có thể rời đi. Nhị ca. Nhị ca. Việc này có thành được không? Đại ca. Ca. Ơ kìa, đại thúc. Ca, hai chúng tôi đánh cùng anh. Hai chúng tôi nghe anh hết. Anh nói đi. Trụ tử, anh em tốt. Cơ
Các hộ các nhà chú ý, đến chợ Nam Hồng, đi họp thì sẽ có quà, có điểm tâm và kẹo ngọt. Đến chợ Nam họp đi nhé. Bà chủ, bà tức giận lũ đó à? Vậy chúng ta có mở cửa nữa không? Không mở, đóng đi. Hôm qua đóng một ngày rồi, hôm nay còn không mở, lấy tiền đâu ra ăn cơm? Cậu thì hiểu cái gì hả? Lão nương còn đang bận đây, nói không mở là không mở. Bên ngoài nói người các huyện đã đến rồi, bảo chúng ta đến chợ Nam họp. Đi gì mà đi, cả ngày ở đâu? Cũng toàn là lũ giặc. Mấy lão đồng bác chết hết rồi à? Sao lại để lũ giặc ra oai như vậy? Hôm nay đòi họp, mai lại họp, sắp nhận giặc làm cha luôn rồi. Lũ giặc đó chống lưng cho họ sao? Nhỏ tiếng chút đi. Cậu nói có phải lũ giặc đó chống lưng cho họ không? Tốt nhất mấy lão đồng bác này đi làm con trai nuôi cho chúng đi. Còn tất cả lão nương của đồng bác đều đi làm con gái nuôi hết. Lũ khốn này, thật sự bây giờ nếu bà còn không làm nữa thì sẽ phải chết đấy. Chết, chết hết càng tốt. Cái thế sự này, chết còn sướng hơn là sống. Mẹ, mẹ, con muốn ăn điểm tâm, con muốn ăn kẹo. Con trai, con nhìn xem, còn khó coi thế nào, nước mũi chảy thành sông luôn rồi kìa. May là hôm nay mẹ không mở hàng, nếu mở cửa thì con để người ta chê cười chết thôi. Lau đi. Mẹ, tờ giấy này cứng quá. Bà chủ, giấy này là cho trẻ con chùi mông, không đóng được cái mồm cậu vào sao? Được rồi, lấy lau đi. Mẹ, mẹ đi họp đi. Đi họp sẽ phát điểm tâm với kẹo. Xem con đói khát lên thế à? Cút đi, cút đi, cút vào trong. Bà chủ, nhìn bà dọa đám trẻ con thế nào kìa. Bà không vừa ý với đám người đó, cũng không nên lấy trẻ con ra trút giận. Sao cậu nói nhiều vậy? Ra đằng sau rửa bát rửa đi. Bà chủ, không phải nói là không mở cửa à? Không mở cửa thì lão nương nuôi các cậu bằng gió bát chắc. Vậy chúng ta có đi họp không? Họp cái gì mà họp? Không đi. Không đi có được không? Sợ gì chứ? Muốn thì cậu tự đi. Có đáng làm đàn ông con trai không chứ? Mà đi rửa rau đi. Chúng ta bây giờ chỉ có một khẩu súng, nhưng không có đạn. Khẩu súng này sợ là vô ích rồi. Hay là thế này đi, chúng ta đi cướp ít đạn. Anh à, anh là muốn nói hai chúng tôi đi cùng anh sao? Phải. Tụi em không giống anh, bọn em không biết võ. Vậy được rồi, tôi tự đi. Hai cậu ở nhà đợi đi. Anh à, đi đâu tìm đạn? Đi đâu à? Đi đến chỗ bọn Nhật. Nếu không được nữa thì đến chỗ quân Đông Bắc. Anh à, không cần mạng nữa sao? Anh vừa từ đó nhặt được một mạng trở về, vẫn cứ yên tĩnh ở nhà thì hơn, đừng làm gì liên lụy tới mọi người. Tôi không đắc tội với lũ đó, mà lũ đó lại giết mấy chục anh em của tôi. Tôi đắc tội với đám đó. Tôi nói cho các cậu biết, chỉ cần chúng ta còn sống thì phải đánh với chúng đến cùng. Em mà lo lắng cho anh, anh đang tay không tất sắc. Tay không tất sắc thì sao chứ? Kể cả tay không tất sắc, tôi cũng giết được vài người. Hay là anh tạm nhịn trước đã. Chuyện này đợi hai ngày nữa lại bàn được không? Đợi hai ngày chính là đợi chết. Được rồi, hai cậu cứ ở nhà đợi đi. Anh à, có cầm theo cây súng này không? Không cầm nữa. Không có đạn, còn không bằng chạy gỗ. Tôi đi nhé, đợi tôi. Cháu à, cháu đi đâu thế? Tam Thúc,
Cháu đi lấy ít đạn. Cháu mặc thế này đi à? Không muốn mạng nữa sao? Đợi chút. Mau chóng thay đồ đi. Vâng. Tam thúc, đợi tôi, cháu sẽ quay về. Nhị trụ tử, nhị trụ tử. Thôn của chúng ta có rất nhiều người Nhật đến. Đến làm gì vậy? Không biết. Không phải tới tìm Song Long chứ? Bọn họ cầm theo súng không? Có. Nhưng hình như không phải, nghe nói đến phát điểm tâm với kẹo. Rất nhiều người đến đó nhận. Cậu không đi sao? Cậu không nghe Song Long nói à? Lũ Nhật Bản rất đáng hận, như lũ súc sinh. Cậu thích thì đi, tôi không đi đâu. Cậu không tin à? Kéo theo một xe lớn đó, cả thôn đều đi rồi. Cậu không đi thì tôi đi. Tôi sẽ không đem về cho cậu đâu. Tôi nói này, cậu mà đi, họ lại chỉnh chết cậu. Song Long nói không sai, cậu đúng là nhát gan. Song Long nói với cậu tôi nhát gan à? Đi, tôi đi với cậu xem có cái gì nào. Đi. Các người đều là người dân của đế quốc Nhật, về sau phải phối hợp tốt với hoàng quân. Như vậy chúng tôi mới đối xử tốt với các người. Để biểu đạt thành ý của hoàng quân, hôm nay đem cho mọi người một chút quà cáp. Có điểm tâm, có kẹo. An tiên sinh, có, phát cho họ. Súng, ở đây có súng. Thái quân, tôi biết có phần tử đối kháng chạy đến chỗ các người. Hắn là họ hàng của các người, nhất định là các người che giấu cho hắn. Nhưng tôi hy vọng các người đem hắn giao ra, nếu không thì đương nhiên các người sẽ không lấy tính mạng của mình ra để đùa. Báo cáo, trong một ngôi nhà phát hiện một cây súng trường. Khốn kiếp. Là nhà ai? Nếu các người không muốn nói, là nhà của anh sao? Nhà ông à? Nếu không muốn liên lụy tới mọi người thì đứng ra cho tôi. Xem ra các người muốn ép tôi phải giết người rồi. Cầm súng. Là nhà của ông à? Người lấy súng là con trai ông sao? Cũng giống với con trai, là cháu trai. Hắn đang ở đâu? Nó đi rồi. Hắn đi đâu rồi? Tôi không biết. Nếu ông không muốn liên lụy tới mọi người, vẫn nên nói cho tôi biết đi. Thái quân, tôi không hiểu ý của người. Ông nói với thái quân của ông, bỏ qua cho họ đi. Chuyện này không liên quan tới họ. Không liên quan. Ông rất có chí khí.
Xem ra ông vẫn muốn liên lụy mọi người rồi. Tôi thật sự không biết mà. Nó quay về gấp gáp rồi lại chạy đi. Tôi cũng không biết nó chạy đi đâu. Tôi sẽ giết hết người của cả thôn. Ông thấy chủ ý này thế nào? Sao cậu lại không tin tôi chứ? Khốn nạn! Ông chết chắc rồi. Thái quân, tôi biết hắn đi đâu. Tôi biết hắn đi đâu đấy. Chuyện này không liên quan tới chúng tôi, chỉ liên quan tới một mình ông ta. Tôi xin anh tha chúng tôi đi. Hỷ tử, nhìn cái dáng vẻ của con đi. Không ngờ con là đồ nghiệt chủng. Khốn nạn! Nói đi, hắn đi đâu? Hắn đi tìm đạn rồi. Tìm đạn làm gì? Hắn nói muốn đi giết giặc. Đi tìm đạn giết giặc, báo thù cho quân Đông Bắc. Khốn nạn! Hỷ tử, hỷ tử, tỉnh lại đi. Hỷ tử, hỷ tử, hỷ tử, tỉnh lại đi. Yên lặng hết cho tôi. Cái lão già này, ông nói thật đi. Ta khinh lũ giặc khốn kiếp, đồ độc ác, khốn nạn. Tam thúc, tam thúc, tam thúc. Thái quân, có thể hắn ta nói thật đấy. Sao cậu lại nhận định như vậy? Có lẽ là đi tìm đạn thật rồi. Hắn ta sẽ đi đâu tìm đạn? Có lẽ là thị trấn Ngũ Thường. Vậy thì đi thị trấn Ngũ Thường. Vâng, Thái quân. Vậy còn người kia? Giết rồi treo lên. Ai dám thu dọn thi thể của hắn thì sẽ bị bắn. Để cho cháu của hắn nhìn thấy là kết quả của việc đối nghịch với hoàng quân. Đi, mở đường. Tam thúc, tam thúc, tam thúc. Tam thúc, cháu thật sự đáng chết. Cháu không biết nên nói thế nào. Không ngờ lần này cháu quay lại. Vốn dĩ muốn hiếu thuận với Tam thúc, nhưng lại làm thúc thiệt mạng.
Cháu đã hại thúc, hại Hỷ Tử, hại cả thôn này. Nếu cháu sớm biết sẽ thế này, cháu sẽ không quay về. Tam thúc, thúc ở trên trời, hãy dõi theo cháu. Cháu biết cháu nên làm gì. Cháu sẽ quay lại. Đường trên núi không có đèn. Dạ dạ, tôi không qua được anh. Chúng ta đổi chút được không? Nhị niệu tử, cậu khách sáo rồi. Gió đồng thổi chiến cổ lôi, chúng ta đấu ai sợ ai. Gió đồng thổi chiến cổ lôi, chúng ta uống rượu tính bằng cân. Chiến. Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu hồi. Chiến. Đến đi. Vậy chúng ta chơi trò lão hổ cày gậy côn trùng gà được không? Nghĩ tôi bị sợ chắc. Đấu. Ôi, cây gậy lão hổ. Cây gậy lão hổ. Cây gậy lão hổ côn trùng. Cậu thua rồi. Đấu lại. Nào. Cây gậy lão hổ. Gà. Gà con ơi, uống rượu đi. Chiến đi. Cậu chậm rồi, không tính. Chơi lại. Anh đùa tôi đó hả? Tôi không đùa. Tôi biết bắn súng. Cậu chậm rồi nên tôi không uống. Ưng Nhi, chúng ta chơi cả ngày rồi cũng không thể như vậy. Chỉ là một chén rượu thôi mà. Tôi uống được chưa? Nhị niệu tử, chén rượu này anh không thể uống. Chúng tôi ở bên cạnh theo dõi. Nhị niệu tử không hề chậm. Chén rượu này anh uống đi. Cậu ta chậm rồi, tôi không uống. Chậm rồi, nhị niệu tử chậm rồi. Anh không thể uống. Tôi thấy nhị niệu tử không chậm. Tôi nói là chậm. Sao hả? Cậu muốn gây chuyện à? Gây chuyện thì sao? Cậu là côn đồ à? Cậu dám khiêu khích tôi? Khiêu khích thì sao? Cậu có ý gì? Có ý gì? Làm sao? Được rồi, mấy anh em các cậu làm cái gì thế? Uống thành cái dạng này sao? Tôi nói với các cậu rồi. Cái này đến Khổng Lão Nhị còn biết. 3 tuổi còn biết lý lẽ. Mấy anh em các cậu thật là. Đại ca, mẹ em nói 3 tuổi biết lý lẽ là Khổng Dung. Mẹ cậu nói à? Mẹ cậu tính là gì hả? Nhìn cậu là biết. Cậu hiểu không? Cậu cả ngày nhàn rỗi đúng không? Chơi cái trò gì mà điêu tì, là cái gì mà không ai hiểu nổi. Lão hổ gì đó. Chỉ có mẹ cậu là có văn hóa. Ai không biết là Khổng Dung cũng học cùng Khổng Lão Nhị. Ai là đại vương, ai là tiểu nhị, cậu biết không? Biết ạ. Tôi nói cậu biết. Ở núi Long Phượng, tôi nói cái gì thì là cái đó. Có hiểu chưa? Hiểu ạ. Nghe rõ rồi ạ. Hiểu chưa? Hiểu chưa hả? Hiểu ạ. Tôi nói các cậu nghe nhé. Từ nay về sau, ai mà không có chuyện gì, lấy vũ lực ra kiếm chuyện, tôi sẽ xử lý hắn. Đại đương gia. Đại đương gia. Đại đương gia. Đại đương gia. Sao thế? Không thành rồi. Cái gì không thành rồi? Mấy kho lương thực đều bị lũ giặc cướp hết rồi.
Cái gì? Lũ giặc chiếm kho lương thực của ta rồi. Sức mạnh của lũ giặc quá mạnh, cả kho đều bị cướp, chiếm hết sạch rồi. Hết rồi. Đây thật sự là phung phí tiền của ta mà. Sắp vào đông rồi, anh em cũng phải ăn cơm. Đại đương gia, em thấy chúng ta hay là lên núi săn bắn đi. Bắt được bao nhiêu thì bắt, được không? Chỉ còn cách như vậy thôi. Nhưng phải nhớ, không được săn hổ trên núi. Gấu đen, lợn rừng, báo gì đó đều săn hết, đem về đây cho tôi. Vâng. Còn nữa, không được săn sói. Tôi thích đàn sói đó, biết chưa? Ngoài ra, tìm thêm vài anh em xuống hồ đánh bắt cá, chuẩn bị trữ đông. Vâng ạ, đại đương gia. Đi, đi thôi. Đi, đem vài anh em theo đi. Đi. Liên quan tới lương thực, chúng ta phải hội ý thêm thôi. Đi. Đứng lại. Làm sao vậy? Giới nghiêm. Giới nghiêm. Trên địa bàn của Trung Quốc, các người cầm theo súng hạn chế tự do của quân đội Trung Quốc, không cảm thấy hoang đường sao? Nghe đây, quay trở về đi. Nếu không thì sẽ bắt hết cả người và ngựa. Nếu bọn tôi không lùi thì sao?